đúng không? Hay quá. Bản lĩnh tuyệt vời đấy, cảm xúc của mình mà. Bằng mọi hình thức hả chị? Tùy em, hình thức nào cũng được. Trời, đứng quay qua đó vậy chứ quay ông giống như là thôi tôi không muốn đâu gì đó. Đừng ngay ngon gì nữa. Dễ thương. Tiếp tục nhiệm vụ của mình. Mời bạn trai giới thiệu về mình. Dạ, em xin kính chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Chị Nam Thư, cùng bạn gái mình bên kia. Em tên là em gì? Em tên là Nguyễn Văn Bằng. Năm nay em 30 tuổi. Hiện em đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dạ, em là nhân viên quản lý về container cho một hãng container lớn của Hàn Quốc ạ. Dạ, quê em quê gốc ở Quảng Ngãi ạ. Em làm việc ở quận mấy Bằng? Dạ, em làm việc quận nhất anh Quỳnh Linh. Bây giờ mời đàn gái mình nói về bản thân mình nha. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Nam Thư, chào tất cả mọi người ở trường quay. Thì em tên là Phạm Thị Thu Đan, năm nay em 29 tuổi, quê em ở Phú Yên. Em đang làm nhân viên mua hàng cho một công ty may mặc ở bên Hàn Quốc, làm việc tại quận nhất ạ. Bằng nói một tí xíu về ưu điểm và khuyết điểm của bản thân mình đi Bằng. Dạ, ưu điểm của em thì em biết nấu ăn, đặc biệt sở trường của em là món cháo anh. Cháo hải sản, cháo bò, cháo heo gì em nấu được hết. Dạ. Cháo heo là... Cháo thịt heo đó chị ạ. À hên quá. Chứ người quê mình mà nghe nói cháo heo là nấu cho heo ăn đúng không em? Dạ. Ưu điểm tiếp theo của em là một người rất là thân thiện. Nhược điểm của em thì cũng như bao bạn nam khác. Thì cái cũng có tính bề bộn, hay vứt đồ lung tung này kia. Chưa có vợ thì vậy thôi. Dạ vâng. Có rồi em sẽ biết. Dạ vâng. Không được bụng bề vậy đâu. Em có một cái lời hứa với một cái anh thể dục thể thao. Em hơi quá căng, em hẹn hoài mà chưa có thực hiện được nhiều anh. Anh cũng đang có lời hứa với anh thể dục thể thao đó mà hứa hoài cũng vậy thôi. Dạ vâng. Bây giờ mời Đan. Cái ưu điểm của em thì mọi người hay nói em là khéo tay. Em có thể nấu ăn hoặc làm những đồ handmade. Về cái nhược điểm của em thì hơi nhút nhát và hơi gọi là giải quyết vấn đề theo cảm xúc nhiều hơn. Ừ. Có những cái vấn đề như em hay lời hứa là giảm cân. Nữa hả? Lời hứa giảm cân mà cũng không bao giờ thực hiện lời hứa được em, đúng không? Chỉ, em có chỉ là giảm leo lên cân thôi. Đó, hôm trước cũng... anh bước lên cân á, là cái cân nó nói người này béo quá, cần giảm cân. Cách đây 2 ngày anh bước lên nó không nói vậy, nó nói cân này không cân heo. Rồi à, đừng tình duyên mình thế nào à, em trai? Dạ, em trải qua 2 mối tình. Mối tình từ sinh viên. Mối tình gần đây của em là cách đây 2 năm anh ạ. Quen và tìm hiểu bạn đó cũng hơn 1 năm. Cái điều mình rút ra kinh nghiệm ở đây là mình phải có sự chín chắn, chuẩn bị kỹ lưỡng trước hôn nhân. Đúng rồi. Về kinh tế cũng như là công việc. Mời đàn gái. Dạ thì em cũng giống như bạn thì trải qua 2 mối tình. Thì một mối tình là cũng thời sinh viên, thì em quen bạn đó tính khi mà ra trường. Và sau đó thì em có quen một bạn nữa, thì chia tay cách đây 1 năm. Quan điểm về để đi tiến xa hơn trong cái chặng đường tiếp theo ấy, thì nó không đồng quan điểm về phong tục tập quán. Em muốn tìm một người đàn ông lý tưởng cho mình là như thế nào? Luôn luôn là một người đàn ông có thể mà chăm sóc em, bảo vệ em ở vấn đề phía bên ngoài. Còn tổ ấm thì để em lo. Còn tổ ấm thì để em lo. Bạn ơi, dạ vâng, em cái hình mẫu lý tưởng mà em mong muốn một người phụ nữ cho bản thân mình là như thế nào? Em không có đặt cho mình một cái hình mẫu nào là lý tưởng hết ạ. Với em thì em mong muốn tìm được một người phụ nữ chung thủy, biết chia sẻ, biết lo lắng cho gia đình hai bên. Vấn đề do người đàn ông, tất cả mọi thứ đàn ông chúng ta nên chủ động để có thể làm cho phụ nữ yên tâm. Hoặc là mình làm gì đó thì chắc chắn cái sự chung thủy đó sẽ thay đổi. Dạ. Em nghĩ xem ngày hôm nay mình sẽ gặp người con gái thế nào? Tương đồng với em anh. Tương đồng là sao? Cao giống em. Cao giống mũng em. Mũm miệng cũng giống em. Mũm miệng giống em. Dạ vâng. Rồi. Với em tóc ngắn dài cũng được anh ơi. Em không quan trọng về mái tóc cho lắm. Trắng hay da ngâm? Như em là được anh. Em thích mặc váy hay thích mặc quần jean hay thích mặc quần tây? Em nghĩ mặc váy sẽ đẹp hơn. À. Chào anh. Ô, nụ cười rất là thấy tươi. Chưa? Mặc váy trắng. Trắng hơn em. Anh rất thích khi nhìn em. Ngay cái lần đầu tiên đó là nụ cười nha. Nụ cười em làm xóa đi tất cả những muộn phiền trong cuộc sống. Và nếu như có gia đình, có người đàn ông bên cạnh, có những người xung quanh, hãy cười lên bất kỳ lúc nào đó để ta cảm giác là rất là yên bình. Dạ, em muốn tìm người giữ em nụ cười này anh ơi. À, nhiều khi đàn ông làm gọi là phụ nữ khó chịu quá cũng cười không nổi đúng không? Dạ. Điều gì ở đàn ông mà em không thích? Nhậu nhẹt.
Không, đàn ông cũng có nhậu một chút cho nó vui. Không, cái khả năng là em có nói là người đó có thể uống được, tại vì em uống có được à. Nên là người đó phải uống được. Rồi. Rồi không có gọi là tính hay ghen, người đó có tính gia trưởng. Em định khoảng khi nào để đàn trai bước tới? Mình không có định được anh ơi. Ví dụ như mà mình vô mình thấy mình điện nó giật quá thì mình tới luôn cũng được. Ừ. Còn nó không giật thì mình cứ từ từ. Bạn trai bên anh á rất chững chạc, cũng có thể là một cái chỗ dựa tạo nên cái niềm tin ở cho bất kỳ ai luôn. Yeah. Anh nói như vậy đó để bà mối qua coi coi phải không? Đâu. Chứ đàn trai là chịu đàn gái rồi đó. Em chào chị Nam Thư. Ồ, dễ thương. Dạ, ủa, cảm ơn chị. Trời, nãy giờ nghe em và anh Linh nói chuyện tưởng tượng chắc chị nghĩ qua chắc mập bụng phệ lắm. Vừa vừa thôi chị ạ. À. Thôi ý dạ. Ấy chút thôi. À. Cũng giống như anh thôi. Anh là muốn gấp đôi người ta luôn. Rồi còn tật xấu gì nữa không? Ăn nhiều xíu chị. Ăn nhiều không phải là cái tội, tại vì ai nấu ngon mình phải ăn thôi. Em có thích ngủ nhiều không? Em không thích ngủ nhiều. Em ngủ đủ giấc thôi chị. Một giấc của em đủ là khoảng bao nhiêu tiếng? Tầm 6 đến 8 tiếng chị. Em thích ngủ, em ngủ tầm khoảng nhiêu tiếng? Có tầm 8 đến 10 chị. 8 đến 10, hai đứa bay trời sinh một cặp rồi đó. À, em thì cũng hay đi tiếp khách hàng chị. À, lâu lâu phải đi giao lưu với các anh em. Nhậu việc phia thì em để nó ngủ luôn. Sáng ngày em mới tắm. Sáng tắm còn hơn. Anh mấy lần vậy đó, anh nghĩ là sáng anh ngủ dậy anh tắm anh quên anh đi luôn. Nhưng chuyện đó sau này có vợ, vợ lo. Dạ vâng. Leo lên giường nằm kế em mà không tắm. Yên tâm chị, em dội nước tự động tỉnh vô tắm. Đấy, nhẹ nhàng đơn giản, dội nước tỉnh tự động đi tắm. Dạ. Em nãy giờ nói chuyện á, em có hình dung được cô gái bên này là một mẫu người như thế nào không, về ngoại hình đó? Có thể nghe bạn kể nó mỉm chứ càng càng giống em nè. Em thích vậy mà. Dạ. Mà em nói là cũng cô gái mũm mỉm giống như em mà. Dạ, dạ. Em đi với ai? Dạ, hôm nay em đến với gia đình thứ hai của em, chị Văn Anh ạ. Xin chào anh Quyền Linh, chào Nam Thư. Dạ. Cùng toàn thể quý vị khán giả trong trường quay. Em Bằng thì là trai quê, chất phác, hiền lành, tử tế và rất là tốt tính. Bằng chăm chỉ lắm, mẫn cán và luôn hết lòng. Chào Thu Đan. Dạ, chào chị ạ. Thực sự mà nói thì lúc em mới đi ra, nhìn là đã có thiện cảm rồi. Em rất là dễ thương và qua những cái chia sẻ hoặc là những cái trao đổi nãy giờ đó thì cái cảm tình trong chị dành cho em nhiều hơn. Cái thời gian thì nó cũng eo hẹp, rồi cái không gian nó có thể là nó cũng không có tiền để cho các em thoải mái và tự nhiên để mà thể hiện hay là bộc bạch cảm xúc đâu. Nhưng mà chị nghĩ là để có cái rung động thì có lẽ là hơi khó đấy. Cho nên là chỉ cần khi mà rào mở ra này, mình nhìn nhau này, mình tiếp xúc có một vài những cái trao đổi nữa mà cảm thấy rằng là có cái sự cảm mến và đó là cái thiện cảm đó, thì cứ cho nhau cơ hội. Rồi, cảm ơn chị. Bằng ơi. Dạ vâng. Em giao niềm tin đúng chỗ rồi đó. Đang, hôm nay em tới đây em đi với ai? Hôm nay em đi tới với chị họ và anh họ của em cùng với bạn của em. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Nam Thư và chào quý vị khán giả. Về cho chị nhận xét luôn về bạn trai bên này. Về ngoại hình thì chị thấy là hai bạn rất rất hợp nhau. Có thêm hai đôi mắt kiến nữa rất hợp luôn. Lối sống thì hai bạn cũng mê ăn mê ngủ giống nhau. Thì chị nghĩ về là chắc là rất hợp nhau. Cứ bấm mình chống ế em ha. Rồi ha. Dạ vâng, em xin cảm ơn chị ạ. Dễ thương, dạ, cảm ơn gia đình nhà mình. Tôi tin tưởng đây là một cặp đôi rất là dễ thương và rất là hợp với nhau. Quan trọng là các bạn có hợp chung nhịp tim hay không thôi. Mở rào. Bắt đầu đi Bằng. Chào Thư Đan. Dạ, có quà tặng anh. Em cũng có quà tặng anh ạ. À, cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh. Em cảm nhận về anh như thế nào? Em tưởng là anh cao lắm chứ cũng như em. Người chững chạc, hơi gọi là nghiêm túc. Nhìn khuôn mặt dễ gần. Nếu sau chương trình này chúng ta có duyên, anh có thể mời em đi ăn. Mập rồi đó. Mình ăn chay được không anh? Ăn chay mà hạp là nó không mập bạo nữa. Yeah. Nhiều khi biết đâu mình cảm xúc quá, mình nhìn nhau cũng no nữa. Ồ, hay quá. Anh có định hướng gì cho cuộc sống nếu như mà mình tiến tới hôn nhân sau này? Đương nhiên là phải lập nghiệp ở Sài Gòn rồi. Mà muốn 2 năm tới thì anh sẽ mua một cái chung cư trả góp. Thì nếu lập gia đình thì sẽ về ở đó. Anh tự mua hả? Anh sẽ tự mua. Vợ không có liên quan đúng không anh? Về cái quan điểm mà trong cái cuộc sống hôn nhân á, thì anh quan điểm như thế nào? Anh quan điểm là hai người phải tôn trọng nhau. Hai vợ chồng cùng làm, cùng chia sẻ.
công việc nấu ăn chẳng hạn, em nấu cơm anh rửa chén chẳng hạn như vậy, và anh có thể nấu. Lỡ em không thích làm hết sao? Không, cái đó, điều đó thì anh nghĩ cũng không quan trọng. Anh đi làm về muộn không ạ? À? Anh sẽ sắp xếp công việc để về sớm. Sắp xếp về sớm, trong tuần anh về sớm được bao nhiêu ngày? Thì đa số thì thường thường khoảng 8 giờ là anh, 8 rưỡi là anh về tới nhà rồi. Chết bà rồi, thấy em nấu cơm à? Em yên tâm, anh sẽ rửa chén cho em. Thôi em sẽ mua cơm hộp. Thì đến với chương trình ngày hôm nay thì anh cũng có một ca khúc tặng cho em cùng MC Nam Thư, anh Quyền Linh cùng toàn thể các vị khán giả trường quay và khán giả truyền hình. Từ khi qua đây anh đã biết bối rồi, vì những lúc thoáng em cười anh đã biết con tim hoa xuân hé nụ. Người yêu ơi xin em chớ quên, anh nào biết anh nào có hay, hạnh phúc trôi qua tay giấc mộng tan. Có nhiều đêm trong mơ anh vẫn chờ, chờ em đến tình thôi xót xa. Hay quá. Cảm ơn. Đan ơi. Dạ. Vậy em có món quà tinh thần nào đáp lại cho bằng không? Dạ có, để em mở quà chị. À. Thì em có cây bút, em muốn tặng anh. Cảm ơn. Trời ơi, dễ thương vậy. Em muốn là một người đàn ông bước ra ngoài thì phải là lịch thiệp, lịch sự. Và cái cây bút thì nó rất là gần gũi với công việc của mọi người gần như là hàng ngày. Và một cái ý nghĩa mà muốn sâu xa nữa là dùng cây bút để vẽ lên cái cuộc đời tươi đẹp cho hai đứa sau này. Trời ơi. Em nhìn anh thì em thấy rất là dễ gần. Hy vọng là mình có cơ hội tiếp xúc nhau để trao đổi nhiều hơn. Rồi, hết thời gian. Kiểm tra lại một lần cuối. Chuẩn bị. 3 2 và 1. Hết thời gian. Chúc mừng em. Chúc mừng. Đẹp đôi dễ sợ. Nắm tay nhau nào. Nắm tay nhau đi. Chồng xin phép. Hay quá vậy ta. Dễ thương. Thì bây giờ là tới một cái thủ tục mà em hết sức là yêu thích ở bạn muốn hẹn hò. Nụ hôn đầu tiên sau khi bấm nút. Bình tĩnh, đừng xỉu nha. Em xin phép anh chị. Để em. Để em đúng không? Để em quá. Bản lĩnh tuyệt vời đấy. Cảm xúc của mình mà. Bằng mọi hình thức hả chị? Tùy em, hình thức nào cũng được. Trời, điện đứng quay qua đó vậy, đứng quay. Ông giống như là thôi tôi không muốn đâu gì đó. Đừng ngay ngôn gì nữa. Dễ bạn thương. Tiếp tục nhiệm vụ của mình. Dễ trời thương hết ơi. Sức. Đụng tóc rồi cưng. Tôi hôn vào má cô ấy. Nụ hôn đầu tiên nó quan trọng lắm. Làm lại đi bằng. Dạ em xin phép lại. Không biết cái lỗ tai nó nhột lắm. Kỳ quá. Bạn đứng đàn ông đâu bằng. Nào. Má. Không. Chưa có được. Không được tôi bắt hoài luôn á. Bây giờ em thấy trúng chưa? Dính chưa? Dạ dính rồi. Mà dính vô tóc hay vô má? Ngày vô tóc má. Vô tóc kìa. Vô tóc thấy chưa? Bằng. Dạ vâng. Vô má đàng hoàng. Dạ em xin phép lại. Rồi. Dạ không, xem phim đi cái khác được không anh? Được thì cứ xin má đi. Hỏi anh chi? Đây người có quyền đây nè. Dạ xin má cho phép con tối nay con dẫn bạn đi đập giặt. Rồi. Chào bạn. Dạ em chào chị Quỳnh Linh. Dạ em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường và chào quý vị. Dạ. Quỷ sứ thấy ghét nha. Làm mắc cỡ lắm nha. Bạn tên là gì? Dạ, em tên là Khải. Em sinh ra và lớn lên tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Khải đang làm chuyện gì? Dạ, em đang làm điều hành xe cho một công ty du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Và dạ, cũng là hướng dẫn viên du lịch. Nhiêu tuổi? Dạ, em năm nay 24 tuổi ạ. Mời bạn nữ. Dạ, chào chị Cát Tường, em chào anh Nguyễn Linh. Em tên là Hoàng Nguyên, em năm nay 24 tuổi, em ở Đồng Nai và hiện em đang là giáo viên. À, giáo viên dạy cấp mấy? Dạ, em dạy cấp 2. Cấp 2, mình dạy môn gì? Dạ, em dạy toán với tin học. Mà đi dạy vô lớp là mình nghiêm không? Hay là mình giỡn vui vẻ với học trò? Dạ, thực ra cũng tùy lớp chị. Có đôi khi á, cái lớp nó nói em dữ, có đôi khi lớp kia em hiền. Mà xưa giờ mình có mấy mối tình rồi? Dạ, một.
Một, chia tay bao lâu rồi? Dạ cũng 3 năm. Bây giờ mình muốn lấy chồng chưa hay là muốn tìm bạn để mình tìm dạ, hiểu trước thôi? Mắt thì chỉ muốn tìm hiểu thôi chị. Bao nhiêu lâu nữa thì kết hôn được? Dạ cái đó thì cũng tùy theo cảm xúc của hai người. Rồi, 24 tuổi thì cũng chưa đến nỗi nào ha. Để bạn trai bên kia coi cái ý tưởng của bạn sao. Bên này đang gọi là thiếu dinh dưỡng chút xíu. Ủa là ăn uống cho nó mập mạp lên chút. À. Rồi bên bển nấu món gì ăn được nhiều nhất nè, nói nghe tôi nghe thử coi. Kho hay là kho vịt ha. Còn món gì nữa? Dạ cũng nhiều, cái bình thường nấu ăn hàng ngày thì em làm cũng được hết. Mình có điểm mạnh gì không? Tự tin, sống cũng thiệt tình lắm. Nên là đôi khi mình cũng nhiều người thương. Nhiều người thương mà sao bị ế? Cái thương đó không phải là cái thương nam nữ, chị là cái chuyện là giống như mình sống đàng hoàng người ta thương mình thôi. À. Rồi điểm khuyết điểm của mình là gì? Hơi nóng tính chút xíu, hơi nhạy cảm chút xíu. Nhạy cảm là sao bạn? Dạ em như coi phim mà em khóc suốt mướt bù lu bù lo vậy thấy. Vậy bình thường thôi. Rồi bạn trai, bạn có những ưu khuyết điểm gì? Khuyết điểm của em là đẹp trai. Dạ. Còn ưu điểm là nói nhiều thôi. Dạ. Còn gì nữa không? Hình như là hết rồi. Bạn có những sở trường, sở đoản gì? Dạ sở trường em là hát. Hát rồi, hát bài tặng bạn kia. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Em xin hết hả? Làm vợ hết đi em, anh che chở chắc chắn lắm ha. À, em muốn tìm một người vợ như thế nào? Về ngoại hình có cái mẫu lý tưởng nào không? Dạ cả cỡ chị được rồi chị. Vậy hả? Dạ. Vậy còn bạn gái mình có đặt ra cái mẫu người đàn ông lý tưởng của mình là người như thế nào không? Sống cũng biết trước biết sau, trang hòa với mọi người, lấy thiệt tình là được. Thiệt tình là được rồi. Cái điều gì em không thích ở người bạn trai? Em thích gia trưởng, không thích vô tâm. Mình có gia trưởng không bạn? Có ạ. Có hả? Dạ. Gia trưởng cỡ nào? Tức là bắt vợ phải làm theo những ý muốn của mình. Dạ không, không phải là cái gì cũng theo ý muốn được. Bây giờ em có thể nói công việc cụ thể của em nè, điều hành xe là sao? Dạ em đang điều hành xe du lịch từ 4 cho tới 45 chỗ. Ừ, ngoài công việc đó làm gì nữa? Dạ buổi tối thì em có đi dạy lớp tình thương ạ. Tức là dạy về? Là em dạy văn hóa cho mấy đứa bé mà có hoàn cảnh cơ nhở tại quận 12. Ừ. Dạ. À, vậy là quá tốt rồi ha. Quá dạ. Tốt. Hôm nay em có đi với ai không? Dạ em có đi với hai em gái của em. Hai em gái. Nào ta nói chuyện với em gái xíu nào. Sao em gái em thấy cô bên kia thế nào? Bạn nữ bên đó rất là dễ thương. Và với tiêu chuẩn mà bạn nữ đề ra thì em nghĩ là anh Khải cũng phải được 80%. Cảm ơn bạn. Đó là đánh giá bên kia lấy. Mình có đi với người thân không? Dạ có, em đi với mẹ. Mẹ hả? À dạ. Xin chào chú Huyền Linh và cô Cát Tường dễ thương. Dạ. Theo cái chú này thì cô thấy thì cũng được. Nhưng mà do lát nữa gặp nhau rồi coi có được hay không thì hai đứa hẹn hò. Cô ơi cô, mình... cô có... đặt ra cái mẫu cô muốn mong muốn người con rể mình như thế nào không cô? Rể thì cô cũng mong muốn là đừng có cờ bạc rượu chè, cái đời điểm đó thôi. Dâu thì cô có 4 dâu rồi mà rể cô chưa có. À này rể quý đó. Con rể nói gì với mẹ vợ đi. Dạ con á thì được cái trời sinh con á là con không thích mấy cái đó. Dạ không hút thuốc, không cờ bạc, lâu lâu thì có đi nhậu xã giao với đối tác thôi. Chút đỉnh thì được. Dạ. Dạ vậy là hai gia đình coi như cũng ổn định rồi ha, cũng chịu rồi. Bây giờ không có một cái gì là không được hết trơn phải không? Chỉ cần là thật thà thôi đúng không? Ngoại hình là mập, ốm, gầy, béo, cao, thấp gì cũng được đúng không? Dạ ngoại hình thì cũng bình thường được rồi. Bình thường được phải không? Rồi coi, dễ tính quá. Trời ơi. Ăn thịt kho hộp vịt mỗi ngày ha. Bỏ đi chị. Dạ. Mình có không có cái mẫu người nói thiệt chứ đừng nói giống chị xấu được. Dạ nói chung là vừa vừa người được rồi chị. Vừa người rồi ha. Dạ. Cái điểm gì mà mình không thích ở cái người phụ nữ lắm? Là cắt tóc ngắn. Dạ. Em cắt tóc ngắn được mà không thích phụ nữ cắt tóc ngắn là sao? Dạ tại phụ nữ cắt tóc ngắn thì em nghĩ nhìn nó nhìn hơi nam tính chút xíu. Không thích. Dạ. Tóc ngắn thôi. Dạ. Còn cái gì nữa không? Dạ không gì là hết rồi. Chỉ vậy thôi. Dạ. À, vậy cũng dễ quá ha, đơn giản đơn giản mà. Ngày mai về cắt tóc nha em. Được rồi để anh xem kia thế nào nha. Bạn tưởng tượng chàng trai bên kia thế nào? Em nghĩ chắc cũng giống em quá. Cái xuống đường. Được. Dễ thương không? Dễ thương. Nào kéo màn lên. Rồi 2 phút thôi nha các bạn. Cố gắng tìm hiểu nhau để mà mình chạm ngõ được trái tim của nhau. Dễ thương lắm nha. Cố gắng nha. 2 phút bắt đầu. Ánh mắt sáng bừng lên mà mí nó không có lên nổi. Em không hòa tặng em.
đừng có kêu anh nha, lộn nãy tôi kêu chị rồi, qua đó kêu anh đi. Có 2 phút mà cười hoài đi. Trời đất ơi, sao vậy? Bạn thấy mình thế nào? Cũng được, bình thường. Anh không có sao, tại nhà em mấy anh trai em cũng mập y chang vậy á. Mình ở chung với nhau chắc tốn cơm lắm. Dạ không, mùi lại em ăn ít. Tại vì ăn nhiều thì nó hấp thụ nhiều. Anh thấy em có vừa vừa người như anh nói không? Cũng vừa. Tuần thì anh làm việc bao nhiêu ngày? 5 ngày, thứ bảy chủ nhật thì anh đi tour. Là anh đi hướng dẫn viên du lịch luôn hả? Sau này có gì dẫn em đi chơi, em cũng muốn đi chơi lắm. Em muốn chơi thì anh cho em chơi đó. Tại thường em ở nhà không à, ít đi. Nhưng mà tính em thì lại thích đi. Vậy đi nhé. Đi nhiều vậy mà mập vậy đó hả? Dạ, đi một chuyện, mập một chuyện chị. Dạ, 2 chuyện không liên quan. Cảm nhận về nhau thế nào, nói đi. Dạ, bạn nữ khá là xinh. Học với cái thân hình nhỏ nhắn của em. Quan niệm tình yêu thế nào? Theo em thì hai người á, nếu mà muốn bền lâu á thì thứ nhất là phải có biết quan tâm, lắng nghe, chia sẻ, thấu hiểu lẫn nhau. Và đặc biệt là cái sự tin tưởng lẫn nhau. Còn anh thì nói chung anh đến chương trình này anh chỉ muốn tìm kiếm một người vợ biết quan tâm, biết lo lắng, chăm sóc cho gia đình. Đặc biệt là chung thủy thôi. Em thì sống có trách nhiệm lắm. Còn sống thì cũng biết trên biết dưới, lễ phép. Nói chung là cũng tình cảm. Nói chung an tâm với điều đó không sao. Bấm liền đi anh ơi. Khỏi suy nghĩ lên. Từ từ chút xíu. Nhìn thẳng vào mắt nhau nói một câu nào đó. Nào, 2, 3. Mình bấm nha. Không. Ủa anh kêu nói thì sao không được mà. Đừng có nói cái vụ bấm. Nói sao nó tình cảm mới vô coi. Có cái em đứng trước bạn nữ em run lắm. Đâu có đứng em ngồi mà. Dạ. Nói đi. Tình cảm vô coi, nhìn thẳng vô mắt bạn kìa. 2, 3. Hứa sao cho ta yên tâm đi rồi ta bấm. Em muốn một người chồng thế nào? Dạ thì nếu mà chồng thì em chỉ biết là biết lo lắng, quan tâm cho gia đình, biết đối xử tốt với gia đình hai bên thôi. Được không? Cái đó em có dư. Có hứa với tôi chăm sóc người này không? Dạ có. Chăm sóc tới chừng nào? Tới khi nào mà anh Quyền Linh lấy vợ hai thôi. Trời đất ơi. Không, cái cũng được, tôi không bao giờ lấy vợ hai hết. Yên tâm. Rồi, nhớ nha. Dạ. Thiệt không? Dạ thiệt, hứa. Nãy giờ quay nhiều lấy câu đó thôi đó. Dễ thương lắm á. Rung quá anh ơi. Gì đâu rung. Để tay nút bấm đi. Có má ngồi ở dưới đó nha. Suy nghĩ thật kỹ nha. Một. Hai. Ba. Phải vậy chứ. Ơi. Chàng xính dữ rồi nha, bấm tay cái đi. Tay nhau cái coi. Cười hoài, em cứ cúi mặt em cười biết. Nhẹ anh Trung. Em trai, em thấy sao? Tê tê chị ơi. Tê cái gì? Thôi stress, má dẫn đi xem phim đi. Má giật giật chị ơi. Dạ rồi. Má dẫn rủi xem, đi xem phim đi. Chứ không má đi theo á. Xin phép đi. Nói gì đi. Dạ không, xem phim đi cái khác được không anh? Được thì cứ xin má đi. Hỏi anh chi? Đây người có quyền đây nè. Dạ xin má cho phép con tối nay con dẫn bạn đi đập dịch. Rồi đi đập dịch. Đập dịch đâu buổi tối ông? Có. Không, nằm sen có chị. Em nghiên cứu rồi. Dạ. Kiếm tiền mày cái tàu nha. Em nghĩ là cuộc sống nó đã là bể khổ rồi. Em thì trước kia là một con thuyền lênh đênh. Cho nên là em không muốn là khi mà em đang còn lênh đênh như vậy lại có thêm một cô gái thì rất là khổ cho người ta. Khi người ta phải đi con thuyền đang còn lênh đênh của em. Xin mời đàn gái bước ra sân khấu. Wow. Dễ thương quá. Trời. Không biết đàn gái sao mà bà mối bà la wow. Để coi đàn trai sao nha. Mời đàn trai. Wow. Oh. Oh. Wow. 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 Chưa chắc bên nào hơn bên nào nha bà mối. Phải không? Bên tôi cũng hot girl lắm mà. Ý quên. Hot boy lắm mà. Bây giờ mời em gái giới thiệu về mình đi. Mời em. Dạ. À, em tên là Đặng Thị Lệ Thủy, năm nay em 25 tuổi. Dạ, hiện tại thì em đang kinh doanh về thời trang, là bán đầm thiết kế. À, vậy cái đầm hiện tại em đang mặc là phải em thiết kế không? Dạ, đúng rồi chị. Chị đã từng mặc cái đầm này một lần? Chị mặc bên shop của em á. À,
Trời ơi Nam Thư, rất là cảm ơn em là một cô gái hết sức là xinh đẹp. Nhìn hai chị em ta hôm nay như là công chúa vậy đó. Trời ơi, chết rồi, bên nhà trai mình là chết quá rồi. Quê đâu Thủy? Dạ quê em ở Đắk Nông ạ. Đắk Nông còn nhớ không bát ngát đêm về. Còn bây giờ chúng tôi sẽ giới thiệu đàn trai. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Nam Thư và chào bạn gái bên kia. Chào bạn. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Phú Hiếu, em sinh ra lớn lên tại Lâm Đồng và hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Làm gì Hiếu? Dạ hiện tại em đang kinh doanh thương mại điện tử. Mạng điện tử ha, em có cái quần đẹp quá. Cái quần này em thiết kế hay gì vậy Hiếu? Dạ không ạ, quần này là em nhận về và mặc thôi chứ còn em hay chưa quá từng được thiết kế. Vì là anh phát hiện ra cái quần em nhận ở chỗ nào đó thì cũng giống như anh nhận cái quần ở chỗ đó. Cái quần bên mình cũng chưa chắc gì thua cái váy bên kia. Đừng lo ha. Em có một phong cách rất là lạ, giống một cái người rất là nổi tiếng. Có ai nói với em điều đó hay không? Dạ, em nghĩ là chắc rất là nhiều người nói với em điều đó nhưng mà em lại vô tình chưa nhận ra. Để coi đàn gái bất ngờ coi giống ai nha. Em ở quận mấy Hiếu? Dạ hiện tại em đang ở Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh. Quê em ở Di Linh Lâm Đồng. Em hiện tại là em ở đâu bé Thủy? Dạ hiện tại thì em đang ở quận 3 Hồ Chí Minh. Rồi bây giờ Thủy em nói một ít về ưu điểm và khuyết điểm của bản thân mình. Thật thà, thẳng tính. Khuyết điểm của em chắc là hơi nhiều. Như là hay quen trước quen sau rồi nhiều khi là sao nữa. Bây giờ là phải kiểm tra sức khỏe nha, em quên nhiều quá cũng không tốt đâu nha. Dạ. Rồi mời Hiếu. Em nghĩ là điểm mạnh nhất của em là có sự cầu tiến. Các bạn thì hay gọi em là những người vui vẻ và hành tinh khác đến. Có tật xấu gì không? Hay bừa bộn. Quần áo của em khá là nhiều cho nên là em mặc nhiều quá. Em cứ bỏ đó rồi bây giờ mà hết quần áo thì em mới đi giặt. Để cả tháng vô thấy có mùi liền ha. Cho nên là phòng em rất là ít người vô. Thế cụ thể của em, công việc của em là gì? Dạ hiện tại thì em đang kinh doanh thương mại điện tử bên mảng thời trang. Ồ, oh, cũng thời là trang thời trang luôn. Em cũng thiết kế hay là em làm? Dạ không mua à, em mua hàng về và em bán đi cho các kênh order thương mại điện tử. Rồi khỏe. Bên kia thiết kế, bên đây mua. Bên đây mua về bán không được, đưa qua kia thiết kế lại. Cái lòng vòng cũng được ha. Đấy hợp lý. Đường tình duyên thế nào hả cô gái bên kia? Có lẽ là hơi lận đận. Lận đận là sao em? Tại công việc của em thì thực sự thì không có tiếp xúc với nam nhiều. Em thì ở nguyên ngày ở shop rồi tối về nhà chứ không có đi ra ngoài chơi nhiều. Trước giờ em có trải qua mối tình nào chưa? Có trải qua thời học sinh thôi ạ. Chứ còn sau này thì em không quen ai hết. Chị chúc cho hôm nay em sẽ thực sự tìm được một nửa yêu thương của mình. Rồi còn bên Hiếu đàn trai thì như thế nào nè? Dạ em đã từng có hai mối tình và cũng đều là những mối tình thời học sinh. Em có một mối tình từ cuối năm lớp 9 và một mối tình từ cuối năm 11 ạ. Hiểu từ năm lớp 9 rồi. Em nghĩ là hai mối tình đó thì những người con gái mà em quen đều là những người con gái rất là tốt. Mà nhưng lý do tại sao chia tay? Em nghĩ là lý do lớn nhất là do khi đó thì còn quá trẻ, còn quá nhỏ nữa mà hầu như là ai cũng đang đi tìm một cái sự nghiệp cho riêng mình. Bây giờ em có gọi là chín chắn để đi đến một cái mối tình và quyết định đến hôn nhân chưa? Ngày hôm nay em đến với chương trình thì chắc chắn là em đã để ra một cái tiêu chí cho bản thân là phải nghiêm túc. Chính xác. Bên đàn gái, mình muốn tìm một người yêu lý tưởng của mình như thế nào? Biết lo công việc, chăm sóc gia đình, tốt bụng, không có thích đàn ông lăng nhăng, chơi bời quá mà không lo làm á. Còn bên Hiếu ơi, em thích mẫu người con gái như thế nào? Một người con gái em thích sẽ là người đẹp nhất trong cuộc đời của em và trong tương lai. Anh qua bên đàn gái anh thử xem cô ấy có phải là một người xinh đẹp nhất trong cuộc đời của em hay không nha. Xinh chưa? Không có xinh mà điều rất rất là xinh à, dễ thương lắm. Nhưng mà với những người xinh đẹp như em mà nói không có người theo thì anh thật sự anh không tin chút xíu nào chứ. Chắc chắn sẽ có nhiều người theo đuổi em, vấn đề là em từ chối thôi. Dạ cũng có một số nhưng mà em cảm thấy là người ta không có yêu mình thật lòng hoặc là người ta là như thế này thế kia mà mình không thích á thì em sẽ em nghi ngờ ngay từ lúc đầu luôn hả? Dạ không, tiếp xúc một hai lần thôi. Một hai lần sao hiểu mà nghi ngờ là cho người ta ve luôn hả? Là em về em xóa số liền à. Cô bé này tức là tin vào cảm giác của mình rất nhiều á. Rồi cuối cùng em đóng cửa với anh ta luôn thì cũng tội nghiệp cho mình mà tội nghiệp cho anh ta luôn. Anh hỏi thiệt nha. Dạ. Nếu mà mình quen một người mà cũng hot boy quá, em có ghen không? Dạ không. Điều đó là em không có ghen. Người này cũng lạ ta. Được đó. Đàn gái số 1. Rồi.
để qua coi đàn trai sao mà có vẻ như là anh Linh tự hào quá nè. Đàn trai tôi cũng ngon lắm à. Em chào chị. Ủa sao quen quá vậy nè? Đừng nói học chung trường nha. Không không, quen lắm, không biết chị gặp em đâu rồi, quen lắm. Em ơi, anh Linh nói đúng rồi, bên này hot boy, trời ơi, số này là hot boy hot girl không rồi. Hợp. Về hình thức ngoại hình là hợp rồi đó. Em thích kiểu người con gái là hiện đại hay là truyền thống hay như thế nào? Em nghĩ là em thích một người con gái mà có thể sống thoải mái với bản thân mình nhất. Vui vẻ, hòa đồng với tất cả mọi người. Đừng quá gò bó bản thân mình trong một cái khuôn khổ nào đó. Em chỉ thích đơn giản như vậy thôi. Tại sao hot boy như em mà tới thời điểm này không có bạn gái mà phải xuất hiện ở bạn muốn hẹn hò? Em nghĩ là cuộc sống nó đã là bể khổ rồi. Em này trước kia là một con thuyền lênh đênh. Cho nên là em không muốn là khi mà em đang còn lênh đênh như vậy lại có thêm một cô gái thì rất là khổ cho người ta. Khi người ta phải đi con thuyền đang còn lênh đênh của em. Bây giờ con thuyền em hết lênh đênh chưa? Cuộc đời thì bao giờ nó vẫn lênh đênh, con thuyền thì vẫn lênh đênh, nhưng mà hiện tại thì em có thể tự tin là mình có thể điều khiển được con thuyền của mình. À, vậy là từ nay hot boy lênh đênh đã rất là tự tin để có thể điều khiển con thuyền mà mình đang đi. Bên đây như anh Linh nói rất xinh, rất xinh. Yêu một cô gái mà xinh đẹp á, em có sợ không hay là em có ghen không? Em nghĩ là trong tình yêu thì có một chút bị ghen thì nó sẽ hay hơn. À, ghen là một cái gia vị hết sức cần có của tình yêu, phải ghen. Rồi cảm ơn em. Còn bây giờ chúng ta sẽ giao lưu cùng với người thân. Thủy, hôm nay em đến tham gia chương trình, dạ, em đi với ai? Dạ, em có đi chung với em gái ruột em. Dạ, chào em gái của Thủy. Dạ, em chào chị, em chào anh. À, em thấy anh bên này tính cũng dễ thương. Cũng có chút vui tính. Đổi lại chị em lại hơi nhút nhát. Em nghĩ nếu mà anh chị tới tiến tới với nhau á, em nghĩ anh này cần kiên trì. Kiên trì và tâm lý với chị em hơn. Em có đủ, dạ, sức kiên trì để có thể chiếm lĩnh cái con tim của bên làng gái bên kia không? Em nghĩ là em đã có rất là nhiều năm kiên trì với cái cuộc sống hiện tại thì em đủ khả năng để kiên trì tiếp tục. Ok. Rồi. Em đi với ai? Dạ, ngày hôm nay em đến đây thì có ba anh trai, chị dâu và những người anh em thiện hành của em từ các tỉnh đến đây ạ. Lời đầu tiên xin chào anh Quỳnh Linh, chị Nam, dạ, Thư. Em là anh trai ruột của Hiếu và cũng đang ở chung nhà với Hiếu. Như em thấy thì bạn bên này có vẻ là hợp với Hiếu. Thì mong bạn cùng nhau để gây dựng một gia đình thật tốt. Cảm ơn anh trai. Mở rào. Bắt đầu đi Hiếu. Trai tài gái sắc đấy. Chào. Dạ, em chào anh. Hai bạn có thể đứng kế bên đi. Cưng nói gì đi, tặng quà, phải nói gì đi chứ. Ngày hôm nay đến đây thì vô tình anh hơi não cá vàng một tí. Thật ra anh có món quà lớn hơn nhưng mà khi anh đến đây thì anh quên mất. Em cũng chuẩn bị quà và tệ không có mang theo. Trời ơi, chuẩn bị quà mà quên mang theo. Anh bắt đầu thấy chúng ta có điểm chung rồi đấy. Có thể quay mặt phía trước để mọi người ngắm nhìn cái nào. Đấy, mọi người cảm giác thế nào? Hợp quá ha mọi người, rất cặp đôi hợp. Thì rất là hợp. Theo kinh nghiệm của anh á, thì cặp đôi này rất là hợp về gương mặt này ha. Về nụ cười, về phong cách. Về hợp. Cái não cá vàng nữa. Về cái chuyện mà quên quà nữa. Bây giờ chúng ta về vị trí và cùng trò chuyện với nhau đi các bạn. Ủa, Hiếu ơi, dạ. Em nói em đi là em quên đem quà mà. Vậy cái bông, em đừng nói em rút ở trên này của chị nha. Dạ là em đi ngang đường em bẻ. Em bẻ ở đâu? Dạ, em bẻ ở tiệm hoa người ta. À, dễ thương. Rồi bây giờ các bạn, mình sẽ nói về cảm nhận của nhau lần đầu tiên. Hôm nay có vẻ như là em hơi hồi hộp. Rất là nhiều năm rồi, thì bây giờ anh mới đối diện được với một người con gái. Em nghĩ công việc anh cũng tiếp xúc nhiều con gái chứ. Nếu mà dám đối diện nghiêm túc thì có lẽ đây là lần đầu tiên. Hồi hộp quá không biết nói gì sao. Anh thấy hơi lạnh. Chị cũng thấy lạnh. Nhìn anh có đúng là mẫu người lý tưởng mà em cần tìm không? Về ngoại hình thì em nhìn thì thấy là đẹp trai, nhưng mà gặp anh không biết sao đỏ hết cả mặt lên luôn ấy.
Chứ bình thường gặp trai không có đỏ mặt đâu. Lâu lắm rồi, ngày hôm nay mới có một ngày mà anh cảm thấy là mặt mà người rất là nóng, bừng bừng. Nãy kêu lạnh rồi kêu nóng ta. Thay đổi cảm giác em ạ. Trạng thái nó thay đổi liên tục mà. Em có thích đi du lịch vào những ngày mà mình rảnh rỗi không? Đi du lịch thì bây giờ em chỉ có muốn đi châu Âu thôi, chứ đi Đông Nam Á là em đi hết luôn rồi, em đi chán luôn rồi. Em muốn đi du lịch với người yêu hoặc là gia đình. Bạn bè thì em không có thích đi du lịch với bạn bè đâu. Châu Âu chưa đi tới thì giờ mình đi châu Đốc trước đi. Anh thì cảm nhận như thế nào lần đầu gặp em? Hơi no nắng. Anh no nắng không biết là khả năng của mình có thể giữ được một người con gái xinh đẹp, tài năng như em hay không. Em tài năng thì không có đâu. Anh thì anh thích là người con gái bên anh sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc sống. Vì vậy anh mong là ngày hôm nay gặp em, anh sẽ mang lại thật nhiều niềm vui trong cuộc đời của em trong tương lai. Dạ, cảm ơn anh. Anh nghĩ là anh thích nhất những người con gái thích chia sẻ. Em thì thực sự là về cái gì của bản thân em là em ít nói cho ai biết lắm. Chỉ có những người mà gọi là gần gũi với em như bạn trai thì em mới nói thôi. Còn gia đình em hay là bạn bè em không bao giờ em nói, những không vậy có nói. Vậy từ giờ em có cái kho tâm sự hả? Dạ, thì chỉ tâm sự với bạn trai thôi. Em nghĩ là trong tương lai em sẽ thích con trai hay con gái? Thích con trai hơn, nhìn bụ bẩm á. Ai cũng thích con trai nhưng mà quan trọng có được hay không? Em nghĩ là em thích con trai vì là em là con gái. Anh thì lại thích con gái hơn. Những người con gái đều là những người xinh đẹp. Nếu như trong một cuộc cãi nhau, một cuộc mâu thuẫn nào đó, ai sẽ là người xin lỗi trước? Anh nghĩ là anh sẽ là người xuống nước. Mà anh cũng sẽ là người xin lỗi. Có khi đấy là thú vui tao nhã của anh trong tương lai. Thôi mình bấm nút luôn đi. Chưa. Bấm đi anh, bấm đi anh quay ghế, bấm nút đi. Họ sẽ tặng nhau món quà nào đó. Một bài hát của Đàm Vĩnh Hưng chẳng hạn. Sau tất cả, mình lại trở về với nhau. Tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen. Sau tất cả, mình lại cùng nói đi. Buồn phiền không thể khiến đôi tim nhạt nhòa, và ta lại gần nhau hơn nữa. Vì trái tim anh luôn luôn thuộc về em. Hay quá. Em ngày hôm nay có thể là qua rất nhiều năm rồi, chưa từng hát cho một ai nghe. Thật sự là rất là hồi hộp. Em lên đây cũng hồi hộp lắm. Trong tình yêu thì anh vẫn chỉ là một cậu bé. Vì vậy nên chúng ta sẽ cùng trưởng thành. Dạ. Trong tương lai anh có thể ôm em một cái. Dạ. Rồi, trở về vị trí cho các bạn. Đẹp lắm. Đúng là trai tài, gái sắc mà. Chúng ta cũng không biết là trái tim hai người đang suy nghĩ điều gì. Nút bấm sẽ nói lên điều đó. Chuẩn bị 3 2 1 1 Hết thời gian. Yeah. Đẹp. Chúc mừng em, trời ơi. Rất đẹp. Nào, họ gần như là của nhau các bạn. Hình như anh nằm mơ anh thấy đâu đó anh đã gặp các bạn rồi. Phải không anh? Đúng rồi. À, đẹp lắm đó các bạn ha. Chúng ta hy vọng là nắm tay nhau, cứ nắm tay nhau. Hy vọng rằng những cái giây phút, những khoảnh khắc này các bạn sẽ luôn luôn nhớ mãi về nó. Ngày hôm nay có thể là một cơ duyên rất là tốt đưa em và bạn gái đến với nhau. Và anh mong là cơ duyên này sẽ đưa chúng ta đến với những hạnh phúc lớn hơn và lớn hơn nữa trong tương lai. Được. Hay lắm. Em gái cảm nhận thế nào? Dạ, em cảm nhận em cũng muốn nghiêm túc lâu dài với bạn trai. Ánh mắt họ nhìn nhau, đặc biệt là của bạn trai dành cho bạn gái, nó nồng nàn, nó tha thiết, nó như là mình đã tìm đúng người, mình gặp đúng người mà mình đã chờ đợi biết bao lâu rồi. Hai đứa thực sự rất rất đẹp đôi, đúng là một nửa của nhau hoàn toàn. Nè, đó mọi người cũng đang trông đợi mình nhấn nút bằng trái tim. Ừ. Thì một nụ hôn có thể đầu đời. Xin người ta chứ đừng có sấn vô nha. Xin. Anh có thể. Ok.